Tại bệnh viện này, như quý vị có thể thấy thì ở khu vực sàng lọc bệnh nhân thì một số người thân của bệnh nhân đã không được vào, tối đa chỉ là một người vào để thăm nuôi thôi. Và khi được vào thì tất cả mọi người đều phải tiến hành sàng lọc y tế. Tối qua, Bệnh viện Nhi đồng thành phố cũng đã phối hợp với các mạnh thường quân bố trí xe đưa thân nhân bệnh nhân ở xa về tận quê để tránh tập trung đông tại bệnh viện. Chúng tôi đảm bảo cái việc chăm sóc các cháu tốt để cho gia đình yên tâm. Những trường hợp mà cần phải ở lại để mà chăm sóc trẻ thì sẽ hỗ trợ họ những cái vấn đề ăn uống cũng như là những cái tiện ích sinh hoạt. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ hôm nay các bệnh viện phải thực hiện việc tạm dừng việc thân nhân thăm bệnh, thực hiện nghiêm việc sàng lọc phân luồng, kiểm soát triệt để người bệnh, người nhà, các cá nhân tham gia cung ứng các dịch vụ hậu cần tại bệnh viện như siêu thị, căng tin bệnh viện. Sở Y tế cũng cho biết những việc làm này nhằm bảo vệ các bệnh viện và ngăn chặn các nguồn lây. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành kiểm tra giám sát việc tuân thủ của các bệnh viện. Cái nổi bật trong cái văn bản này đó là bảo vệ cho nhân viên ngành y tế trong cái việc mà có thể bị ảnh hưởng, bị lây nhiễm chéo từ ở phía những cái người bên ngoài, những người không phải là nhân viên của mình. Cái thứ hai nữa là cũng giảm đến mức tối thiểu cái việc có thể là những cái nhân viên y tế nó có thể lây nhiễm chéo đối với lại các cái đối tượng khác khi mà họ tiếp xúc. Thì và như vậy thì chúng ta thấy là nếu như mà chúng ta làm tốt theo cái hướng dẫn này thì các cái việc cái phòng chống dịch chúng ta sẽ đạt được những cái hiệu quả cao hơn. Ngoài việc triển khai rà soát đảm bảo an toàn cho bệnh viện, Sở Y tế cũng cho biết sẽ yêu cầu các bệnh viện bố trí chế độ nghỉ ngơi hợp lý cho các y bác sĩ. Các bác sĩ điều trị bệnh nhân COVID sẽ được bố trí nghỉ ngơi tại một không gian riêng biệt, không để các nguồn lây có thể ảnh hưởng đến các y bác sĩ, người bệnh trong bệnh viện là phương án đang được Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các bệnh viện nghiêm túc thực hiện.